Rắc sau nhiều màn hứa hẹn với fan nay mất luôn trang 10.000 follower, lý do mập mờ gây tranh cãi. Một trang chịu ủng hộ Rắc hoạt động suốt 3 năm vừa mới đây đã tuyên bố đóng cửa. Được biết đây là một trang sở hữu lượng theo dõi lớn nhất của nam ca sĩ. Ca sĩ Rắc là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng tại làng nhạc Việt. Đi cùng danh tiếng, Rắc cũng không thiếu những ồn ào trong thời gian hoạt động, đặc biệt là dạo gần đây. Khi sóng gió đã tan mới đây, một trang ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của Rắc với hơn 10.000 lượt theo dõi bất ngờ đăng tải một bài viết dài thông báo đóng cửa sau 3 năm hoạt động. Được biết trang BDTM chia sẻ, suốt thời gian đồng hành cùng Rắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên mọi người không thể tiếp tục hoạt động trang này và phải đi đến quyết định dừng hoạt động. Theo đó, người quản trị của trang này cho biết sau 3 năm 5 tháng thành lập, trang đã đi đến quyết định ngừng hoạt động. Bay BDTM được lập ra bởi group BDTM. Sau thời gian 3 năm 5 tháng thành lập, BDTM đã đi cùng nhau và luôn hết mình trong việc hỗ trợ Rắc trên bước đường chinh phục ước mơ âm nhạc. Nhưng hiện tại tụi mình rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt ở thời điểm này, mà hoạt động của trang BDTM sẽ phải ngưng tại đây vì công việc và cuộc sống riêng. Tụi mình cũng không còn cảm thấy hứng thú và sự đồng cảm về âm nhạc nên không thể tiếp tục ủng hộ các dự án tương lai của Rắc. Hơn hết, tụi mình không còn chung quan điểm cũng như góc nhìn cuộc sống để tiếp tục ủng hộ Rắc trong khoảng thời gian sắp tới. Trang này chia sẻ lý do chia tay với Rắc. Sau cùng, đại diện trang cũng cho biết những thị phi liên quan đến Rắc đã khép lại nên đây là thời điểm thích hợp để đưa ra thông báo cũng như không quên gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã đồng hành trong các dự án từng tổ chức thành công. Những ngày vừa qua, Rắc đã vướng phải lùm xùm gây tranh cãi khi đưa hình ảnh danh thủ thế giới Lionel Messi vào MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Sau hàng loạt những tay tết chiến, sự việc đã tạm khép lại khi Rắc và doanh nhân Quốc Cường đều đăng tải những bài đăng cuối cùng và không nói thêm về vụ việc. Nhắc lại lùm xùm tối ngày 31 tháng 8, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra của Rắc được ra mắt đã nhanh chóng viral trên khắp mọi nền tảng, trong đó khoảnh khắc ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới Messi xuất hiện nói chuyện và ôm giọng ca gốc Bến Tre khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ sau vài giờ, MV đã leo vọt lên top 1 trending trên YouTube Việt Nam, đứng thứ 2 trending ở một âm nhạc, thứ 2 Zinchat Big Real Time và thứ 2 iTunes Việt Nam. Tưởng chừng với Từ Nơi Tôi Sinh Ra, Rắc sẽ lấy lại được hào quang rực rỡ của mình sau khoảng thời gian trôi nổi trên thị trường nhạc Việt. Thế nhưng thay vì được chú ý với giọng hát hay tư duy trong âm nhạc, phần lớn sản phẩm âm nhạc chỉ thu hút khán giả vì sự tò mò về màn xuất hiện chớp nhoáng của siêu sao bóng đá người Argentina trong MV. Tuy nhiên chỉ sau một ngày ra mắt, Rắc liên tục gặp sóng gió. Trên khắp các trang tin trên nền tảng Facebook đã xuất hiện những thông tin cho rằng giọng ca gốc Bến Tre chi 60 tỷ để mời Messi xuất hiện trong vỏn vẹn 6 giây trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Sau khi tin đồn được lan truyền chóng mặt, phía ekip nam ca sĩ trả lời với tinh thần nửa vời, không phủ nhận cũng không khẳng định mà chỉ nêu lý do không muốn để giá trị vật chất làm lu mờ giá trị thông điệp của bài hát. Trước những tin đồn Rắc bỏ ra 60 tỷ để mời Messi góp mặt trong MV, hai người đi chung chuyến với giọng ca gốc Bến Tre đến Pháp để gặp ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, còn gồm có doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường và Nguyễn Quốc Anh đều đồng loạt lên tiếng bóng gió phủ nhận việc bỏ ra 60 tỷ để gặp gỡ chân sút huyền thoại của nam ca sĩ. Ngay sau đó, phía ekip Rắc đã lên tiếng và bác bỏ tin đồn chi số tiền khủng để mời Lionel Messi xuất hiện trong MV. Dù sau khi lên tiếng đính chính, không những không thể xoa dịu cơn bão dư luận, Rắc tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Bởi tại buổi họp báo ra mắt MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra, khi được đặt câu hỏi về vấn đề liên quan đến bản quyền hình ảnh, phía nam ca sĩ đã trả lời mập mờ, và mãi đến khi tin đồn được lan truyền và người mai mối cho anh và Messi gặp gỡ bức xúc lên tiếng, phía nam ca sĩ chiến ít mới đính chính.